Trân trọng kính chào Tái Ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với chương trình Quan Điểm của Việt Face TV được phát hình vào mỗi cuối tuần. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay như quý vị đang nhìn thấy trên màn hình, chúng tôi lại hân hạnh đón tiếp tiến sĩ Đinh Xuân Quân, một chuyên gia kinh tế đến với chương trình trong ngày hôm nay. Trước hết xin được kính chào tiến sĩ. Vâng, trước hết xin chào quý khán giả của Việt Face TV và xin chào anh Dũng. Vâng, chắc là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nói đến cái vấn đề thời sự hiện nay cũng đang được rất nhiều người quan tâm, thưa tiến sĩ. Đó là vấn đề trong tuần lễ vừa qua thì cựu tổng thống Donald Trump lại xuất hiện trước tòa tại Miami. Và qua đó thì đã nghe các thẩm phán đưa ra một số, cũng như là các công tố viên đưa ra một số các cái cáo buộc liên quan đến 37 tội trạng về vấn đề giải quyết hồ sơ mật mà thời gian vừa qua lực lượng FBI đã thu giữ được tại dinh thự của ông, tại dinh thự Mar-a-Lago. Các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump trong ngày hôm đó thì dĩ nhiên cũng đã tuyên bố rằng cựu tổng thống vô tội đối với tất cả các cáo buộc đó và sự việc sẽ còn tiếp tục kéo dài, chí ít là sẽ kéo dài cho đến tới năm bầu cử 2024, hoặc là có thể sẽ kéo dài hơn cái thời gian đó. Và từ đây đến đó thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều các diễn biến mà chúng ta không thể ngờ liên quan đến vấn đề. Để đặt ra một cái câu hỏi chung chung về vấn đề này thì chúng ta đã rút qua ra được những điều gì sau khi mà cựu tổng thống Donald Trump đã phải đối mặt với một loạt các cái vụ kiện nhiều như thế. Ít nhất thì chúng ta cũng đã đếm được 4 vụ kiện chính tính đến giờ phút này, ngoài ra chưa kể các vụ kiện linh tinh nhỏ hơn. Thế ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi với phần phân tích của tiến sĩ Đinh Xuân Quân liên quan đến việc cái góc nhìn của ông ấy về cái sự kiện liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump. Vâng, trước hết là mình muốn hiểu được thì nó có hai cái yếu tố chính. Một cái là cái quá khứ của khi ứng cử viên Trump ra tranh cử vào 2016. Vâng. Sau đó là ông ta thành tổng thống. Và sau đó thì bây giờ đó, sau khi ông ta không còn làm tổng thống nữa thì bây giờ các vụ kiện nó xảy ra. Thì chúng ta phải hiểu sao? Trước hết đó, quý vị biết là khi tôi muốn chỉ xin được vài phút để cho quý vị có một cái nhìn chung và nó cố gắng có công bằng với lại với ông Trump, thì tôi nói là thế này. Khi ông ta là ứng cử viên đó thì ông ta nói rất là mạnh về vấn đề các hồ sơ mật. Khi ra tranh cử 2016 thì ông ta nói là tôi sẽ thẳng tay trừng trị những người mà phạm về vấn đề mà gọi là các hồ sơ mật. Tại sao? Là phải vì tại vì các hồ sơ đó muốn có được thì phải tốn bao nhiêu công sức, nhiều khi còn phải nghĩa là máu nữa, tổn thất máu nữa thì mới có những cái tài liệu đó được. Vì vậy tôi sẽ thẳng tay trừng trị những cái người nào, nếu mà tôi làm tổng thống tôi sẽ thẳng tay trừng trị những cái người nào mà vi phạm vấn đề mà gọi là hồ sơ mật, classified information. Đó là cái quá khứ. Bây giờ đó, anh Dũng hỏi tôi đó, thì bây giờ thì mình thấy cái gì? Nhưng mà tôi thêm cái nữa, tại sao lúc đó 2016 là ông ta nói về cái đó, là tại vì lúc đó ông ta kể như là đánh vào bà ứng cử viên Clinton về cái vụ cái máy và các cái hồ sơ của để ở nhà máy computer dùng của bà ta, cá nhân để gửi email. Vâng. Vâng. Email của bà ta. Đó là cái quá khứ. Bây giờ đó thì chúng ta thấy cái gì? Công tố viên Smith đã đưa vấn đề mà hồ sơ mật của ông cựu tổng thống Trump ra bộ thẩm đoàn. Và bộ thẩm đoàn đã lên án ông ta 37 cáo trạng. Trong 37 cáo trạng đó thì có 31 cáo trạng dính tới cựu tổng thống Trump, và 6 cáo trạng kia là dính tới một người mà giúp ông ta. Thì trong những cáo trạng, 31 cáo trạng đó là sao? Trước hết đó là giữ tài liệu mật, tối mật của Hoa Kỳ. Cái thứ hai đó là cản trở pháp luật,
những cái này là rất là quan trọng, là tại vì cái mà người ta tố ông Smith, tố ông cựu tổng thống Trump đó, là nó dính vào hồ sơ mật. Ví dụ ông ta, người ta tìm ra được là ông ta vẫn là chữ những cái hồ sơ về sức mạnh của Hoa Kỳ, hạch tâm của Hoa Kỳ và các đồng minh của họ, thì những cái thông tin này nếu mà nó rơi vào tay của nghĩa là kẻ địch đó, hay là một nước là không có thân thiện với Hoa Kỳ, đó là một cái rất là tai hại. Thì mấy cái này, công tố viện Smith là tố ông ta qua cái dự luật là gọi là Espionage Act, nghĩa là nói về vấn đề do thám. Cái thứ hai nữa là vấn đề là obstruct justice, nghĩa là chống lại, ngăn cản vấn đề đưa ra tòa. Ông ta nói một đằng và nhiều khi đã nói là cản trở, vì đây những chính luật sư của cựu luật sư của Tổng thống Trump có nói là ông ta nói với họ là tuyên bố là cái chuyện các hồ sơ mật không có, để nói láo với lại tư pháp. Khi mà bộ tư pháp hỏi đó thì nói cái hồ sơ này không có, nhưng mà quý vị thấy biết bao nhiêu thùng hồ sơ có đó. Vì vậy mình thấy cái gì? Trước hết đó, là cái quy trình của vấn đề mà ra tòa đây đó, thì công tố viện đưa cựu tổng thống Trump ra tòa và ông ta đã nghe cáo trạng, 37 cái cáo trạng, trong đó 31 cáo trạng dính về cá nhân của ông ta, thì ông ta có luật sư và luật sư đã trả lời trong 57 phút hay 50 mấy phút đó, mà ông ta phải nghĩa là nghe cáo trạng đó, thì luật sư nói là ông ta không có tội, không nhận tội. Đó là cái quan trọng mà ông ta lúc khi ra tòa đó thì không nói gì hết. Ngoài tòa đó thì nói đủ thứ hết, nhưng mà khi ở trong tòa đó thì không dám nói gì hết và để luật sư nói. Thì chúng ta thấy cái gì? Quý vị biết đó, đây là một trường hợp rất là đặc biệt, tại vì trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ có một ông tổng thống bị hai lần đưa ra hạch oán tại quốc hội, hai lần đưa ra tòa và bị như là lên tội, nghe cáo trạng một cái tội là bị phạt rồi về vấn đề, nhưng mà đó là về dân sự đối với bà ở tiểu bang New York. Nhưng mà đây là lần đầu tiên một ông tổng thống bị ra tòa về hình sự, mà hình sự này ở cấp liên bang. Ở cấp liên bang thì quý vị thấy là ở cấp ví dụ như là ở cấp tiểu bang đó thì ông thống đốc có thể tha được, mà ở cấp liên bang chỉ có tổng thống Hoa Kỳ mới có quyền tha mà thôi. Thì đây đó là quý vị thấy là đây đó là một cái rất là khó khăn đối với công tố viện Smith. Tại sao? Trước đây khi mà ông ta bị điều tra về vấn đề liên lạc với Nga, thì công tố viện lúc đó là ông Mueller đã phải nói và viết ra là tôi không có quyền lên án ông ta, có cáo trạng đó, là vì tại vì lúc đó ông ta là tổng thống ở tại chức thì không có thể nào mà lên án ông ta được. Nhưng mà bây giờ đó thì là đối với ông công tố viện Smith thì là đây là một cựu tổng thống, mà một cựu tổng thống đó thì quý vị biết ở bên Hoa Kỳ thì luật nó rõ lắm, không ai được ngồi trên luật hết, từ người nghĩa là công dân mà thấp nhất tới ông tổng thống ai cũng phải dưới luật hết, không ai có quyền ngồi xổm, người ta dùng cái chữ dân gian là ngồi xổm trên luật. Thì đây đó rõ ràng là cựu tổng thống Trump nay bị đọc cái là gọi là nói là bị lên án. Nhưng mà chưa xong. Tại vì đây đấy, chúng ta mới có là đoạn đầu trong cái quy trình mà xử về việc mà cựu tổng thống Trump giấu giếm các hồ sơ mật
của quốc gia. Tại vì quý vị nhớ khi mà quý vị ra làm hồi xưa đó, ví dụ tôi làm ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, thì tất cả những cái tài liệu tôi nhận được hay là tôi làm ra là tùy thuộc chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao, chứ tôi không có quyền có cái gì mà về đó là máy móc từ computer, telephone, cái gì phải trả lại hết. Sau khi kể cả hồ sơ, vâng, là hết việc phải trao tất cả. Là trao tất cả cái đó, tại vì cái đó là sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ. Thế thì câu hỏi của chúng tôi đến cái đoạn này đó, chúng tôi muốn đặt ra câu hỏi là liệu qua những cái sự kiện, những cái vụ kiện mà ông cựu tổng thống đang phải đối mặt như thế này, trong thời gian qua chúng ta cũng biết rằng Đảng Cộng Hòa hiện nay đang cố gắng tìm cho mình một ngôi sao sáng nhất để có thể đề bạt lên cái chức ứng cử viên tổng thống năm 2024. Vâng. Thế qua tất cả những cái sự kiện vừa rồi thì theo ông thì liệu uy tín của cựu tổng thống Donald Trump vẫn còn tiếp tục được giữ vững hay không? Thì nó có hai, mình có thể nhìn dưới hai cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên là yếu tố pháp luật, và cái thứ hai là yếu tố chính trị. Yếu tố pháp luật đó thì quý vị thấy là cái người gần gũi nhất cựu tổng thống Trump là phó tổng thống Pence, cựu phó tổng thống Pence. Ông ta nói là không thể chấp nhận được cái chuyện mà lưu giữ hồ sơ mật, tối mật, cái này có hại cho Hoa Kỳ. Và cái này không thể chấp nhận được về vấn đề luật pháp. Cái thứ hai nữa là một người cũng rất là gần, cố vấn của Tổng thống Trump là ông John Bolton, cũng nói là tại ngoại quốc không có, nghĩa là lãnh tụ thế giới không có người nào mà chấp nhận và nghĩa là khen ngợi cái chuyện này hết. Tại vì cái này nó là tối mật đối với Hoa Kỳ và có dính dáng tới các hồ sơ các nước đồng minh của Hoa Kỳ. Thì đây nó là một cái chuyện rất là nguy cơ. Đó là cái nhìn về vấn đề pháp luật. Thì ai cũng thấy là vì vậy dưới hình thức pháp luật đó thì là không ai chấp nhận được cái chuyện mà lưu trữ là những tài liệu mật. Nhưng mà ở đây đó, tại sao vẫn có người ủng hộ và vẫn có người bào chữa cho tổng thống, cựu tổng thống Trump? Đây là cái nhìn về vấn đề mà chính trị. Về vấn đề chính trị thì khi mà anh có tội thì anh làm cách nào? Chính cái người, mấy cái người mà là làm luật sư của cựu tổng thống Trump cũng nói đây là không chấp nhận được. Nhưng mà về chính trị đó, người ta nghĩa là thả hòa mù, nghĩa là nói là đây là một cuộc theo dõi và một cuộc là vì ông ta ra tranh cử mà những cái người của Bộ Tư pháp theo dõi ông ta và cốt hạ nhục ông ta. Thì đây đó là hai cái quan niệm chính trị và một quan niệm luật pháp. Luật pháp thì không ai chấp nhận được hết. Và chính trị đó thì bây giờ phía Đảng Cộng Hòa đó cố gắng nghĩa là bào chữa cho ông ta và ủng hộ ông ta trong cái chuyện này. Thì mình biết là ai cũng biết hết là khi nào đó, quý vị cứ nhớ về vấn đề chính trị đó, cái lá phiếu là cái tiếng nói chót. Dân chúng có thể ủng hộ hay không ủng hộ thì nó lòi ra ngay. Nếu mà ủng hộ đó thì nghĩa là sẽ thắng, mà không ủng hộ thì là thua, mà thua thì là không thể nào mà khó mà gỡ lắm. Mà cái này mà làm như vậy đó, mặc dù ai cũng biết là đây là tội không chối được, nhưng mà về chính trị người ta vẫn cố gắng đánh hỏa mù để có thể nghĩa là để cho dân chúng suy nghĩ và chính dân chúng sẽ đánh giá cái chuyện này. Đó là cái mà câu trả lời của tôi. Nhưng mà có thể hai cái được. Về luật thì rõ ràng là không được, nhưng mà về chính trị thì bây giờ tất cả những người bảo vệ cựu tổng thống Trump là về vấn đề chính trị mà thôi. Theo cái sự phân tích của một số các báo chí, những tờ báo lớn ở tại Hoa Kỳ đó, thì người ta vẫn nói rằng cho đến giờ phút này, tuy đã phải trải qua những cái rắc rối liên quan đến vấn đề pháp luật và chính trị như thế, nhưng uy tín của cựu tổng thống Donald Trump vẫn là một cái ngôi sao nổi bật nhất trong cái số các thành viên ra ứng cử tổng thống bên phía Cộng hòa cho đến giờ phút này. Kể cả các ngôi sao sáng như là cựu phó tổng thống Mike Pence hay là thống đốc Florida hiện nay là ông Ron DeSantis.
cái số lượt người mà ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump nó vẫn là cái con số cách thứ hai hàng số. Do đó mà bất chấp sau khi mà cựu tổng thống đã rời khỏi tòa ở Miami, thì ông vẫn ngay lập tức sau đó đã có một cái cuộc nói chuyện ở tại thành phố Bedminster. Và qua đó thì đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ của những người ủng hộ. Và báo chí Hoa Kỳ nói cho rằng cho dù ông ấy như thế nào đi chăng nữa, tính đến giờ phút này thì uy tín ông ấy vẫn là hàng đầu của phía các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Vâng. Và ở đây đó, tôi, anh Dũng nói thế vậy là rất là đúng. Mà nếu mà nhiều ứng cử viên Đảng Cộng Hòa chừng nào đó, thì ông cựu Tổng thống Trump lại vui vẻ chừng đó. Tại vì đông chừng nào đó thì ông ta lại dễ thắng chừng đó. Nhưng mà cái thắng đó là đối với ứng cử viên Cộng Hòa mà thôi, chứ không có phải là nói đây là một cái survey, một cái đối với người mà theo Đảng Cộng Hòa mà thôi. Thì ở đây đó mình phải lấy vấn đề khi người ta nhìn chính trị đó, thì người ta nghĩ là có thể quên được tất cả, làm những cái lỗi mà tày trời theo gái hay là bị hồ sơ luật, thì người ta không để ý tới cái đó, vì người ta chỉ nhầm vào vấn đề chính trị thôi. Nhưng mà sự thật nó ra đó là nếu mà ra tranh cử đó là không phải ra tranh cử với chỉ có những ứng cử viên Cộng Hòa mà thôi, nhưng mà còn phải ra tranh cử với bên phía Dân Chủ nữa, thì lúc đó là dân chúng sẽ quyết định, và cái đó là cái quyết định chót. Thì vì vậy đó, tôi cắt nghĩa và tôi phân tích cho quý vị là có hai cái nhìn. Cái nhìn về luật đó khó thì là khó mà gọi là bào chữa lắm, nhưng mà nhìn về cái vấn đề chính trị đó thì ông cựu Tổng thống Trump vẫn còn rất là nhiều người trong đảng phe Đảng Cộng Hòa đó ủng hộ ông ta. Thì đó là một trong những cái lợi điểm mà của cựu Tổng thống Donald Trump tính cho đến giờ phút này có thể thấy. Vâng. Sang qua cái vấn đề là khi mà đi ra một cái cuộc đầu phiếu phổ thông đó, thì tiến sĩ đưa ra cái nhận định là chưa biết chừng, phải không ạ? Chưa Vâng. biết là mèo nào sẽ cắn miểu nào. Thế Đúng. Trong các báo chí Hoa Kỳ từ trước tới nay người ta cũng đưa ra nhận định rằng nếu như cựu Tổng thống Donald Trump là một ứng cử viên chính thức của Cộng Hòa để ra tranh cử chức Tổng thống, thì lúc này phía Dân Chủ cũng sẽ là ứng cử viên Joe Biden, cũng là một cái ngôi sao sáng. Mà đây kể như báo chí Hoa Kỳ phân tách, nó là một cái khắc tinh của cựu Tổng thống Donald Trump. Tiến sĩ nhận định thêm vấn đề này thế nào? Vâng. Đối với tôi đó thì nghĩa là nếu mà cái chuyện này, tôi muốn nhắc thêm một cái chuyện rất là quan trọng là cái hiến pháp Hoa Kỳ nó rất là đặc biệt, là tại vì khi nào chưa có án đó thì mình chưa biết được. Yeah. Và lúc nào mà chưa có tòa, mà chưa có nghĩa là ra một cái án đó, thì là ông ta vẫn có quyền ra tranh cử. Mà nếu mà có quyền ra tranh cử đó thì là vẫn có thể nghĩa là vào 2024 ông ta ra tranh cử với ông Biden được, đúng không? Yeah. Thì lúc đó khi mà đầu phiếu phổ thông đó, thì lúc đó mình mới biết là phe nào thắng hay phe nào thua. Nhưng mà những mình có bao giờ cũng vậy, người ta cũng nhìn trước những cái xác suất thành công hay không thành công. Nhưng mà ở đây đó thì mình phải nói là thế này, khi mà đưa ra tòa đó thì một cái quy trình nó kéo dài, mà khi mà quá kéo dài quá mà tới 2024 đó, thì tự nhiên nó là gặp nhiều trở ngại. Là tại sao một ứng cử viên mà bị tòa nghĩa là truy tố thì mà lại ra tranh cử nữa, thì không biết nghĩa là dân chúng nghĩ sao và bầu phiếu cho ai thì mình cũng không biết được. Tại vì bây giờ nếu mà nói về xác suất thì vẫn là 50-50, nhưng mà nếu mà mình nhìn vào vấn đề mà luật pháp đó, mà ở Hoa Kỳ đó là một cái xứ cực kỳ quan trọng về vấn đề mà luật pháp, thì mình thấy cái xác suất và thành công đó cũng khó lắm. Vì nước Mỹ là một nước họ đặt cái luật pháp trên hết. Không, người ta đã nói rõ ràng là không ai có thể ngồi xổm trên luật hết. Và cái đó, nhưng mà chúng ta chỉ biết vào 2024 mà thôi. Được. Nhưng bây giờ thì không có thể nói được. Bây giờ ông ta vẫn ra tranh cử được, nhưng mà cái xác suất thành công cũng là rất là khó đấy. Trở lại với cái vấn đề là sau khi ngày mà cựu tổng thống rời khỏi tòa án tại Miami và trở về New Jersey ở thành phố Bedminster, thì ông đã có ngay một bài diễn văn
và đã được sự ủng hộ của rất đông đảo những người ủng hộ ông ấy tập trung ở tại thành phố này. Thế trong cái bài diễn văn thì ông có nhắc đến cái việc là ông gọi công tố viên đặc biệt Jack Smith là một người, một tên côn đồ, đại khái những cái từ ngữ. Và ông cho rằng là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã có cái sự thiên vị khi mà những người được đặt ra để điều tra vụ này là những người của Bộ Tư pháp. Thì ngay sau đó, vài ngày sau thì chúng ta nghe thấy Bộ trưởng Tư pháp là ông Merrick Garland cũng đã lên tiếng và bình luận đối với công tố viên Jack Smith. Và ông ấy nói rằng những cái việc mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ làm là cố gắng làm thế nào để có thể giữ độc lập hoàn toàn giữa một phía điều tra và cái phía tư pháp. Thì theo quan điểm của tiến sĩ đối với vấn đề này như thế nào? Liệu Bộ Tư pháp có hoàn toàn trung thực trong cái vụ án này hay không? Trong cái vụ kiện này hay không? Vâng. Mình nói, nếu mà mình nói về con người đó thì không có thể nào 100% được. Nhưng mà mình phải nói là thế vậy. Tới bây giờ, lúc nào Tổng thống Trump cũng có thể có luật sư, lúc nào ông ta cũng có luật sư hết, chứ không có phải là ông ta bị chèn ép. Cái việc mà về tích chữ giữ những cái hồ sơ này, ông ta chỉ trả lại một cái là xong ngay. Tại sao không trả? Tại sao không trả? Biết là không phải của mình. Cũng như tôi là một cựu nghĩa là công chức của Hoa Kỳ thì nghĩa là mình biết khi mình trả lại thì đâu có ai nói gì được không? Tại sao không làm? Thì ở đây đó, có nhiều người vẫn tưởng là có thể ngồi trên luật được, thì ở đây rõ ràng là không có thể được. Đó là một. Cái thứ hai đó, quý vị nhớ lại, vì vậy tôi phải nhắc lại, khi công tố viên Mueller nói về điều tra về việc mà Nga dính vào bầu cử 2016 đó, thì ông ta đã viết ra là ông ta không có thể đánh giá được, là vì có một cái, không phải một cái luật, nhưng mà một cái là của Bộ Tư pháp nói là không có thể nào mà gọi là lên án một ông đương kim Tổng thống của Hoa Kỳ được. Thì vì vậy là ông ta nói là không dám nói là ông này có tội hay không có tội. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại, ông cựu Tổng thống Trump là người, vấn đề là không còn làm Tổng thống nữa, thì người ta có quyền đưa ra tòa và kết án được nếu mà có tội. Nếu mà có tội, bây giờ chưa có án, thành ra mình chưa nói được. Nhưng mà có một cái chuyện nó rõ ràng là lúc nào cái quy trình nó rất là rõ ràng, và lúc nào ông ta cũng được, nghĩa là một số luật sư của ông ta bảo vệ, chứ không phải là tự nhiên mà người ta mang ra người ta kết án đâu. Không phải là phải có tội thì mới được kết án, mà kết án thì bây giờ mình chưa có gọi là chưa ra tòa, tòa chưa có xử, thành ra người ta còn, cái chuyện ở bên Hoa Kỳ đó nói là ông ta bị oan hay là bị nghĩa là theo dõi một cách là quá đáng, thì cái chuyện đó tôi phải nói là không có đâu. Cái chuyện khi quý vị lúc nào cũng được đi ra tòa, được nghe hai bên hết, chứ đâu có phải là người ta chỉ kết án ông là xong đâu. Đây là những cái cuộc điều tra của công tố viên. Nhưng mà trước khi mà công tố viên lấy cái quyết định mà đưa ông ra tòa đó, là người ta đã đưa ra một cái đại bộ thẩm đoàn. Và cái đại bộ thẩm đoàn đã kết tội, là nói ông này có tội, thì lúc đó họ mới đưa ra tòa được, chứ không có phải là tự nhiên mà đưa ra tòa. Mà hiện giờ nữa, khi đưa ra tòa thì quý vị thấy là những cái hồ sơ này mà cất trong cầu tiêu hay gì đó, mà những cái hồ sơ này là hồ sơ về vấn đề mà những cái gọi là bí mật tối bí mật của Hoa Kỳ. Ví dụ như là vấn đề hạch tâm, nếu mà Nga hay là một nước Trung Quốc mà biết được cái này đó, thì nghĩa là đó là nguy to cho Hoa Kỳ, cho cái vấn đề gọi là bảo vệ Hoa Kỳ, an ninh của Hoa Kỳ. Thì mình phải thấy là dưới con mắt mà luật pháp đó, thì là cái xác suất mà ông ta này chạy tội được đó thì cũng rất là khó. Nhưng mà nếu mà dưới hình thức mà gọi là chính trị đó, thì ông ta có thể nói được cái này cái kia,
và có người ủng hộ được, nhưng mà mình chúng ta ở trong một cái chế độ mà gọi là luật pháp trên hết á, thì cũng phải khi nào có tòa rồi đó thì mình mới nói. Cũng như là tôi phải, khi mà ông ta bị New York, bị kết án ở New York với cái kết án mà một mà dân sự đó với bà Carol đó, thì là mình mới nói được là tòa đã tuyên bố là ông này có tội về cái là xâm phạm tới cái là danh của bà Carol. Thì đó thì mình mới nói được. Chứ bây giờ về vấn đề mà các cái hồ sơ mà mật đó thì chúng ta chưa nói được. Mình chỉ nói được ở hai cái yếu tố nó như vậy đó, thì cái xác suất đó, nhưng mà cái xác suất mà chạy tội đó ở đây tôi nghĩ là rất là khó, rất là khó. Thế liệu theo ý kiến của ông thì là Bộ Tư pháp có bất công đối với cựu Tổng thống Donald Trump trong cái việc này không? Hay là ông công tố viên Jack Smith? Tôi nghĩ là không bất công. Tại sao? Tại vì từ khi mà bắt đầu cái quy trình này nó hơn 18 tháng. Trước hết là các cơ quan của Hoa Kỳ đã viết thơ và tiếp xúc một cách như là có thời gian để cho cựu Tổng thống Trump trả lời về vấn đề hồ sơ mật. Thì ở đây cái tội không phải là có hồ sơ mật, nhưng mà cái tội giấu, nghĩa là cản trở công lý. Vì ở đây đó là khi mà ông ta có rồi thì người ta tới hỏi thì ông ta nói không còn nữa, và còn nói dối. Và những cái chuyện này đó thì là đã được công tố viên đưa ra, nghĩa là rõ ràng là trong 31 cái mà cái tội mà lên tội của ông này đó thì có vấn đề là giấu giếm, nói dối với luật sư của ông ta, nói là không còn hồ sơ nữa. Trong khi đó ông ta đã ra lệnh cho những cái người mà gọi là ông Valet, cái ông mà giúp việc cho ông ta đó, là phải mang những cái thùng này giấu đi chỗ khác để tránh cái vấn đề cho khi mà FBI tới khám đó thì không có. Nhưng mà sau khi đấy thì quý vị thấy là họ đã tìm được ra tất cả những chứng cớ là có cái chuyện đó đã xảy ra được, đã cản trở vấn đề điều tra của FBI. Thì như vậy đó là quý vị thấy những cái hồ sơ này, thế vậy mà làm sao nói là không có được, đúng không? Thì phải có ở bên Hoa Kỳ đó. Nói cái chuyện mà người ta đổ vu cho quý vị, nếu mà nói cộng sản thì mình hiểu, nhưng mà Hoa Kỳ không có thể nào có được hết. Dạ, vâng. Những cái chuyện đó là phải có chứng cớ và phải có rõ ràng thì mới ra tòa, thì người ta mới chấp nhận được. Vâng. Vâng, thưa tiến sĩ, một cái câu hỏi khác được đặt ra đó là đối với ông. Vâng. Thì cho đến giờ phút này, những cái vụ kiện mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đang bị phải đối đầu đó, thì đối với ông, theo ông, vụ kiện nào có thể gây nguy hiểm nhiều nhất cho cựu Tổng thống Donald Trump? Chẳng hạn chúng ta kể ra một số, là cái vụ việc liên quan đến ngày 6 tháng Giêng đã là một, vụ kiện vừa rồi đó là về giải quyết hồ sơ mật là hai, và cái vụ kiện thứ ba là ở tại Georgia, và cái việc là cố gắng đảo ngược hoặc là tìm cách để mà thao túng cái kết quả bầu cử ở tại tiểu bang này. Thì đối với ba sự kiện này thì nhiều người phân tích cũng cho rằng nó là những vụ kiện có thể gây nhiều nguy hiểm. Nhưng đối với ông thì vụ kiện nào là vụ kiện có thể nguy hiểm nhất đối với cựu Tổng thống Donald Trump? Đối với tôi đó thì ba cái vụ kiện này đó, nó dính rất là nhiều vào chính trị. Tội nào cũng là nặng hết. Cái tội mà gọi là 6 tháng 1 đó là nặng nhất. Tại vì muốn là lật đổ, trái ngược lại một cuộc bầu cử đã thành công rồi thì muốn lật cái cuộc bầu cử đó thì cái tội nặng lắm. Nhưng mà cái tội nào mà dễ cái tội nhất đó, mà rõ ràng nhất đó, thì là hồ sơ mật. Anh có lấy hồ sơ không? Có. Hồ sơ có mật không? Có. Làm sao chối được? Thì mình phải nói, trong anh Dũng nói hỏi tôi là có ba cái vụ kiện đó, vụ tại Georgia là vụ gì? Tại Georgia là gọi cho thống đốc, gọi cho ủy ban bầu cử tại Georgia xin 11.000 phiếu để thắng. Thì có phải là ăn gian không? Nhưng mà cái vụ đó muốn ra tòa thì nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian.
và khó chứng minh, có chứng minh được chứ không phải là, nhưng mà dù sao đi nữa nó là một vụ chính trị khó chứng minh hơn. Cái thứ hai, cái vụ 6 tháng 1 cũng vậy. Tất cả trong cả năm trời, nghĩa là Hạ Viện đã đưa những cái chuyện này ra thì cả nước biết, cả nước Hoa Kỳ và cả thế giới biết những cái chuyện gì nó đã xảy ra, nhưng mà phải chứng minh được. Thì trong ba vụ này đó, vụ nào cũng là tội lớn hết đó. Nhưng mà thật ra cái vụ mà có thể chứng minh dễ nhất với tất cả các cái là hình ảnh và những cái người làm chứng cớ đó, thì cái vụ hồ sơ này là cái vụ dễ nhất. Chứ còn ba vụ là vụ nào cũng tội lớn hết. Dạ vâng. Vụ nào cũng nặng hết, nặng tội hết. Vâng. Vâng, tiến sĩ. Dạ. À, bây giờ trở lại cái vấn đề là trong cái ngày mà cựu tổng thống xuất hiện ở tại tòa Miami đó, thì an ninh Hoa Kỳ người ta cũng đã có thể nhìn thấy được một cái điều gì đó có thể gây căng thẳng và nguy hiểm. Do đó mà trong ngày hôm đó thì lực lượng an ninh đã được điều phối đến ở tại trước tòa Miami rất đông, theo như các cái tin tức của các báo đã cho chúng ta biết như thế. Thế với cái phần mà các cử tri vẫn còn ủng hộ cựu tổng thống một cách nồng nhiệt như thế, mà chúng ta tạm gọi là một cái lực lượng MAGA, thì họ cũng nhận định rằng nó có thể gây ra nhiều nguy hiểm, mà tất cả đều đã trôi qua một cách rất là an toàn và không có việc gì lớn xảy ra trong cái ngày mà cựu tổng thống ra tòa. Thế nhưng mà mình nói là thế thì những cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà cựu tổng thống đã phải đối mặt trong thời gian sắp tới? Vâng, cái việc này nó rất là quan trọng này. Quý vị biết là đây là lần thứ hai mà cựu tổng thống Trump phải ra trình tòa. Mình phải dùng cái chữ ra trình tòa. Dạ vâng. Lần đầu tiên trình tòa là tại New York. New York thì cái số mà ủng hộ ông Trump là cũng khá lớn chứ không phải không. Và đi lại tới tòa tại New York cũng dễ hơn là ở Miami. Tại Miami phải đi rất là xa. Do đó vừa cái vụ mà thứ nhất tại New York và cái vụ thứ hai tại Miami thì người ta thấy cái gì? Những ủng hộ viên của Tổng thống Trump không gây trở ngại được cho vụ án. Nghĩa là không được sự ủng hộ đông nhiệt như ngày 6 tháng 1. À, quý vị thấy 6 tháng 1 là cả nước họ tới. Mà lúc nào đó thì Tổng thống, cựu Tổng thống Trump cũng đưa cái tội trạng của mình, cái vụ án của mình, nó thành cái vụ án chính trị. Lật lại, cái là đáng nhẽ rõ ràng là luật như vậy, nhưng mà ông ta muốn lật lại để cái thế cờ lại, để quý vị đóng góp vào. À, tôi là cứ bị cái là phù thủy cái theo dõi, thì quý vị đóng góp để tôi có thể có luật sư và pháp lý trả lời được. Nhưng mà thật ra đó, cái ủng hộ viên trong hai cái cuộc đó thì mình thấy ủng hộ viên của Tổng thống Trump đó, nó bớt xuống, nó không gây nguy hiểm. Và do đó nó cũng là một cái may mắn, hay tôi không biết, những ứng cử viên Cộng hòa khác của ông ta ra tranh cử, cái gọi là được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh cử đó, thì có thành công hay không. Nhưng mà dù muốn dù không đó, cái sự việc ủng hộ cựu Tổng thống Trump nó tương đối nó xuống. Tại vì mình có cái vụ đầu tiên tại New York, cái vụ thứ hai tại những cái ủng hộ viên, cái thành phần ủng hộ của Tổng thống Trump đi tới để ủng hộ ông ta cũng ít hơn nhiều. Họ không có nhiều như sở cảnh sát tưởng tượng. Không có nhiều hơn và cũng không có nhiều lắm. Mình thấy khi mình coi tất cả những cái phim về vấn đề tại Miami hay là tại New York thì mình có thể đánh giá được cái sự ủng hộ hay là cái sự nồng nhiệt của ủng hộ viên cho cựu Tổng thống Trump nó tới đâu. Thì mình thấy là rõ ràng là nó có xuống. Thì đây nó là một cái may mắn cho những cái ứng cử viên Cộng hòa khác khi mà muốn ra được hay không là một chuyện khác, nhưng mà đây là một cái may mắn cho những ví dụ như phó tổng thống Pence hay là ông DeSantis hay là những cái người khác, hay là bà Haley hay gì đó, những cái ứng cử viên khác, họ thấy là cái sự ủng hộ của
cựu tổng thống Trump nó bớt xuống thì họ cũng mừng chứ, tại vì họ ra tranh cử với được Đảng Cộng Hòa đưa ra. Vâng, thưa tiến sĩ, nhưng mà cái vấn đề là người ta thấy rằng báo chí Hoa Kỳ họ cũng nói là tuy là có cái sự ủng hộ đối với cựu tổng thống Donald Trump trong những cái cuộc mà biểu tình như thế để ủng hộ, mà nó có phải có giảm đi bớt, nhưng có thể báo chí Hoa Kỳ họ nói, và một số người cũng nói là có thể nhiều người họ nhìn thấy rằng cái vụ 6 tháng giêng hiện nay thì các thẩm phán, các công tố viên người ta vẫn làm việc, và kể cả những người chẳng hạn như là lãnh tụ của Proud Boy cũng đã lãnh mười mấy năm tù vừa rồi, thì có thể đó cũng là một cái điều mà người ta nhìn vào, người ta không dám làm những cái điều gì bậy hơn để vượt qua luật pháp. Thế nhưng bây giờ chúng ta sẽ không phân tích về điều đó, nhưng mà cái câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây đó là với cái việc mà ủng hộ của những người cổ động cựu tổng thống như thế và những cái người chống ông ấy, thì nó vẫn là một cái sự chia rẽ vô cùng to lớn của Hoa Kỳ trong cái giai đoạn này. Thế chúng ta cũng vẫn còn nhớ rằng trước khi mà Tổng thống Joe Biden chính thức tiếp nhận tòa Bạch Ốc và bước vào, ông có đọc một bài diễn văn. Qua đó ông cũng nêu bật cái vấn đề là Hoa Kỳ cần phải có một cái thời gian chữa lành để làm sao để hàn gắn những vết thương chia rẽ mà hiện nay nó đã phân hóa một cách rộng lớn. Thì những ngày vừa qua thì cũng nhiều báo chí có đề cập đến một cái tựa đề, tuy là chúng ta thấy là nó còn sớm quá để đề cập đến, nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu Tổng thống Joe Biden có nên ân xá cho cựu Tổng thống Donald Trump nếu như ông ấy bị kết một trong những cái vụ kiện mà chúng ta đã nêu hay không? Tôi thấy anh Dũng hỏi tôi nhiều cái câu cứ là hơi hắc búa đấy. Khá hắc búa đấy. Anh Dũng biết là tôi là không phải Cộng Hòa và cũng không phải Dân Chủ. Dạ. Theo tôi đánh giá đó, thì là về vấn đề nói như vậy, nghĩa là về vấn đề luật pháp đó, thì là có tội, không cãi được. Nhưng mà về vấn đề chính trị đó, tôi thấy là nếu mà tới cái chỗ mà có phải tha cựu Tổng thống Trump hay không đó, thì cá nhân tôi đó, tôi nghĩ, và với theo tôi biết được về cái là gọi là cái tư cách của Tổng thống Biden đó, thì ông ta sẽ tha tội cho ông Trump. Tôi nói cái này là nhiều người sẽ kêu la, nhưng mà vì vấn đề mà gây một cái hòa hợp trong cái bầu không khí mà chia rẽ đó, thì ông Tổng thống Biden có thể làm được và có tư cách và có cái tinh thần nữa, chứ không phải là chỉ có là muốn ấy không. Thì tôi nghĩ là theo tôi đó thì ông Biden sẽ tha. Theo tôi, cá nhân của tôi đó thì là ông Biden sẽ tha cho, nếu mà bị kết án thì ông Biden sẽ... Thế mình nghĩ tới cái vấn đề như thế này là liệu một khi mà... Đây là tất cả những cái vấn đề chúng ta đang nói là đều là những vấn đề giả định. Là vì chúng ta chưa có kết quả cuối cùng. Chắc chắn là sẽ còn rất lâu cái việc này. Nhưng mà mình nói trước như thế đó, thì nếu, nhiều tờ báo cũng nói rằng nếu mà Tổng thống Joe Biden đồng ý ân xá cho cựu Tổng thống Donald Trump thì chắc chắn ông sẽ nhận được những cái phản ứng không tốt từ phía cực tả. Vâng. Tiến sĩ thấy điều này thế nào? Đúng. Vâng, đúng. Tôi thấy chứ không có khi nào mà quý vị mà đứng lãnh tụ cho một nước mà được 100% ta ủng hộ. Bao giờ cũng vậy hết. Nhưng mà vì cái lợi ích chung mà làm đó thì cứ phải làm thôi. Dạ. Chứ còn không mà nếu mà cứ chờ đợi mà sợ này sợ kia thì không bao giờ làm gì được hết. Thì quý vị cứ nhớ là thế này. Ông Biden á, ai cũng nói là ông ta yếu về đối với Trung Quốc, yếu về với Nga. Thì quý vị thấy ông ta có làm nhiều hơn không? Nhiều hơn ai hết. Nhiều hơn ai hết. Do đó thì tôi nghĩ vì vấn đề hòa hợp cho Hoa Kỳ, vì vấn đề đó, theo ý cá nhân của tôi sẽ tha cho ông Trump. Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân rất là nhiều đã đưa ra những một số các cái quan điểm liên quan đến vấn đề nổi bật hiện nay trong chính trường tại Hoa Kỳ. Chắc chắn là những cái vấn đề mà chúng ta đang đề cập đến nó sẽ còn tiếp diễn một thời gian dài sắp tới. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Vâng.
Chúng ta còn ít nhất là khoảng 2 phút nữa thì chúng tôi xin nhắc lại một chuyện là lần trước khi mà tiến sĩ xuất hiện trên chương quan điểm, tiến sĩ có nói rằng tiến sĩ vừa trở về từ Ukraine. Và hình như là trong cái đợt đó tiến sĩ đang muốn thông báo một điều gì mà có lẽ là ông không nhớ, cho nên là ngày hôm nay ông cũng muốn trình bày lại cái vấn đề đó với khán giả của Vietfest TV không ạ? Vâng, thì cái này là cũng tôi thấy đây là anh Dũng hỏi tôi đúng lúc lắm. Khi mà tôi đi Ukraine thì lẽ dĩ nhiên là tôi muốn trợ giúp cho Ukraine, tại vì tôi đi là để giúp đỡ. Thì vào tháng 8 này, giữa tháng 8 này, ngày 16 tháng 8 này, thì giáo sư Khoa Lê Văn Khoa, giáo sư Lê Văn Khoa, vâng, giáo sư Lê Văn Khoa sẽ bảo trợ cho một người nhạc sĩ Ukraine. Họ tới thăm chúng ta và qua một cuộc biểu diễn, và sẽ có một cuộc biểu diễn ngày 16 tháng 8 tại Rose Center. 16 tháng 8 ạ? Vâng. Dạ vâng. Thì tôi muốn nhắc cho quý vị và quý vị nên ủng hộ. Tại vì khi quý vị ủng hộ cái người nhạc sĩ này đó, thì quý vị ủng hộ cho Ukraine luôn. Kể như là chúng ta ủng hộ cho Ukraine. Vâng. Thì đó là một cái thông tin mà tôi quên. Dạ, và kỳ này tôi sẽ nhờ anh Dũng nhắc lại nhiều lần, chứ không phải là khi chỉ gần hôm tới nay đó, tôi phải không ạ? Dạ. Vâng, không phải chỉ có hôm nay thôi, nhưng mà khi mà gần tới cái ngày đó thì chúng tôi sẽ nhắc nhở quý vị phải đóng góp ở chỗ nào hay là tham gia làm sao. Ừ. Thì đó là cái chuyện quan trọng. Vâng. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều, và chúng tôi hy vọng rằng cái chương trình hòa nhạc đó sẽ rất thành công khi mà có sự hiện diện của một dương cầm thủ người Ukraine như tiến sĩ vừa nói. Vâng. Chúng tôi sẽ chờ đợi những cái chi tiết liên quan. Vâng. Cảm ơn tiến sĩ một lần nữa về cái thời gian quý báu mà ông đã dành cho chương trình quan điểm ngày hôm nay, và chúc ông lúc luôn luôn sức khỏe. Tôi mong là quý vị thấy là cái quan điểm của tôi đó có cái cá nhân, nhưng mà thật ra nó cũng là cố gắng làm sao cho công bằng cho mọi người. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại trong chương trình quan điểm kỳ tới. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietfest TV.